Phật Phật đã không qua. Cái này là quay á, đang quay. Dạ, anh đang quay nó quay. Có thể Ali chỉ là gì? Ali. Ali. Quốc gia quay vô, anh hai. Dạ, dạ được. Quốc gia quay vô. Bắt tay lại rồi Hà ơi. Chào em. Trời ơi, bắt tay. Bắt tay. Bị du á. Bắt tay chạy lại có mấy chứ. Bị du chứ. Cô sợ cái bà nữ tiệm quá. Cái chơi dạy nói sao bài lên sao bài lên sao bài lên I only said wait let's go. Giờ nè, rất là mừng là cả đoàn chúng tôi đã có visa sắp hết rồi. Để đánh tan không có cái lượng nào, không có may quá đâu. Khi mà nói là nói về làm về Phật Pháp đó, thì là Phật hỗ trợ, rồi làm về cải lương đó thì tổ nhiều che chở, phải không cô? Cho nên mọi chuyện của chúng tôi đã thuận lợi. Tất cả những người có trong poster là đều đã đầy đủ hồ sơ qua Mỹ, chúng tôi đã có visa rồi. Quyền qua Pháp sớm để mà đón đoàn nha cả nhà. Thì con đọc cái xúc ngôn của mẹ cho của mẹ Mai cho khán giả. Quý vị ơi, hãy gọi ngay cho chị Mai tại Paris để mà chúng ta có một cái số ghế tốt. Giờ thì ghế nào cũng được chứ không còn tốt nữa nha. Thì để coi đoàn của chúng tôi Giang Sơn Mỹ Nhân biểu diễn một suất một duy nhất vào ngày 3/6 và sau đó là thêm một cái Paris nắng hạ tuyệt vời vào ngày 4/6 rồi đây. Thôi, cho nên cả nhà hãy ủng hộ bà của chúng tôi và mừng thì bây giờ chúc mừng trưởng đoàn tour của chúng tôi Minh Tân Sơn Bay. Dạ, mời cô cũng được. Dạ, con uống cùng. Dạ, rồi ly của Sơ Ly được uống rồi mà. Con gái được uống rồi. Có một cái buổi diễn thật là tuyệt vời. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa công đức để mà đóng góp vào Đại Tạng Kinh. Rồi cái ý nghĩa thứ ba nữa là cả đoàn của chúng tôi được mở mang kiến thức hơn, gọi là mãn nhãn với một cái tour du lịch do bên của ông đâu rồi? đây đang đó của Minh Trần. Cái công ty tour du lịch gọi là Golden Guy cho cả nhà. Golden Guy thì đã kết hợp ba cái điều tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Ở đây được gặp khán giả Paris, được đón tình yêu của khán giả dành tặng cho đặc biệt là sân khấu cải lương từ cổ, sau đó là văn nghệ Việt Nam. Rồi cái điều thứ hai nữa là chúng tôi đóng góp một tấm lòng để mà thêm một cái tiếng vang, thêm một cái tiếng đánh động tâm cho cái buổi gây quỹ để in Đại Tạng Kinh. Rồi cái điều thứ ba nữa là cho cái thế hệ của chúng tôi, đặc biệt là các em nhỏ ở trong đoàn Quỳnh Long, được biết nước Pháp và được mở mang cái kiến thức của mình hơn về cái nhận thức ở bên ngoài, nhất là những lịch sử và những cảnh quan đẹp tại châu Âu. Quá tuyệt vời. Thôi cả nhà và ta đứng lên nha. Cảm ơn sư cô, cảm ơn Lương Hà, cảm ơn Minh Trừng, cảm ơn Ngọc Mai của tôi, cảm ơn.
bây giờ cô này bán vé rồi làm biết nào lấy tuổi hơn không? Chị lớn hơn vậy thôi, vậy là chị gọi chị nha, nếu không biết rồi không, chị lớn hơn em, vậy là chị gọi em là em gọi chị là chị rồi cô em hai của chị rồi. Yeah, chúc mừng. Cái món này là món gì? Dạ không, cái món này là vô nhà hàng người ta tặng trước đi. Dạ món này là món gì? Món tặng mà cái này là món khai vị. Món này món khai vị thôi mà giống như là cái sức khai vị. Khai vị muối mà có thể mình quyền ăn chung với cái này nè. Mấy cái nhỏ li liêm đó. Trứng cá nữa ngon quá anh. Trứng cá này giống trứng cá sợi sắc. Tuyệt vời.